A few moments later. Alo, chị đang ở số nhà 123 phải không? Em đến số 123 Phạm Văn Đồng mà không thấy chị ạ. Em thấy cửa nhà đang đóng mà chị, không thấy có ai ở đây cả. Em ở 123 Phạm Văn Đồng gần chỗ Mai Dịch đấy chị ạ. Thế từ đây xuống đấy là tận 4 cây cơ chị ơi, xa lắm. Cuốc xe của em có 15.000 chị ạ. Coi như là em không có công, không có đồng nào. Em chạy hai số nhà cách nhau 4 cây, đi mấy vòng mới tìm được số nhà. Bình thường là một ngày có thể nhầm lẫn 2-3 lần, còn một tháng có thể hơn chục lần nhầm lẫn nhà, tìm số nhà không thấy. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Hà Nội 18 giờ. Và Hà Nội 18 giờ ngày hôm nay thì sẽ đề cập tới câu chuyện mà mỗi người trong chúng ta ít nhất cũng một lần gặp phải, đó là loay hoay tìm địa chỉ nhà, số nhà. Và câu chuyện loạn số nhà ở trên một số tuyến phố Hà Nội thì từ lâu đã là cái nỗi ám ảnh với nhiều người, và việc tìm đúng số nhà thì càng trở nên khó khăn hơn đối với những người ở nơi khác chân ướt chân ráo tới với Hà Nội. Vâng, chị Hương ạ, không chỉ là những người mới tới Hà Nội đâu, mà những người mà đã ở Hà Nội lâu năm và những người mà có thể coi như là thành thạo đường xá bậc nhất, giống như là các tài xế lái xe taxi hay là những shipper, thì cũng sẽ có thỉnh thoảng sẽ phải rơi vào những cái tình huống mà phải bó tay. Và nếu như mà bản thân tôi bị đặt vào hoàn cảnh của anh shipper như trong clip vừa rồi, thì tôi nghĩ là chắc chắn là tôi sẽ rất là lo lắng, bởi vì tôi là một người có thể coi như là tôi rất là kém trong cái việc tìm đường cũng như là định hướng được các cái tuyến đường ở ngoài đường. Và tôi thì phải thường xuyên làm bạn với cả cái app Google Map để có thể đồng hành cùng với tôi. Thì không biết là chị Hương thế nào, chị Hương có phải là một người có thể nhớ đường giỏi hay là có thể tìm đường một cách siêu phàm không ạ? Thực ra thì tôi thì lái xe cũng khá là tốt và nhớ đường thì cũng rất là giỏi nha. Thế nhưng mà cũng có những lần mà tôi cũng phải bó tay thật sự, bởi vì không tìm được cái địa chỉ. Chắc chắn là khi mà có địa chỉ thì chúng ta cứ thế mà tới đường thôi. Thế nhưng mà tôi có một cái kinh nghiệm riêng mình, đó là khi mà đi tới một cái nơi nào đấy là tôi sẽ phải gọi điện hỏi trước là nó ở gần với khu vực nào và nó đối diện với cái tòa nhà nào để cho dễ tìm nhất. Đó là kinh nghiệm của tôi. Vì thực ra là nhiều khi thì cái sự trợ giúp từ người bạn Google Maps thì cũng chưa chắc là đã chính xác đâu chị Trang ạ. Vâng. Đặt địa vị là giống như các anh shipper vừa rồi trong đoạn clip ấy, thì sẽ có những đoạn đường mà người ta chỉ nhận những cái cuốc xe ngắn thôi, thì rơi đâu đó vào giá khoảng 25-30.000 cho một cuốc giả dụ như vậy đi. Thì khi mà bị vào những cái trường hợp là phải tìm đường, đường vòng vèo, hoặc là cái số nhà, hoặc là không thể tìm được đến địa chỉ mà lại còn phải đi vào những cái đường ngược chiều hoặc là đường một chiều nữa ấy, thì là tôi nghĩ là cái công mà các anh taxi, các anh tài xế phải quay đi quay lại rất nhiều thì mới có thể đến được đúng cái số nhà đấy, và phải trừ đi những cái chi phí như là xăng xe hay là các cái phần chiết khấu lại cho các cái app cung cấp những cái dịch vụ đấy, thì tôi nghĩ là nhiều khi là sẽ không có lãi đâu, mà thật sự là rất vất vả cho một cái cuốc đi như thế đấy ạ. Đôi chút bất tiện đúng không ạ? Vâng, chắc chắn rồi, đi tìm nhà mà cứ như là đi vào mê cung không bằng đúng không ạ? Và thưa quý vị, ma trận số nhà, nhà loạn số hay là phố trùng tên thì không chỉ là vấn đề ở Hà Nội đâu mà rất nhiều những địa phương khác nữa. Và cái việc này thì cũng khiến cho rất là nhiều người họ cảm thấy cũng mất phương hướng này, mù đường, dẫn tới thì sai địa chỉ hoặc là không tìm được đúng cái nơi mà mình cần đến, đôi khi thì cũng rất là bực mình. Đường Phạm Văn Đồng, chiều từ cầu Thăng Long về cầu Giấy, trụ sở Bộ Công an ở địa chỉ số 47, nhưng liền kề bên cạnh là số nhà rất lộn xộn, nhảy cóc, chẵn lẻ xen kẽ. Thậm chí, một căn nhà gắn tới hai biển số khiến những người muốn tìm địa chỉ phải giờ khóc giờ cười. Quen như tài xế công nghệ, đây cũng thực sự là một thách thức. Những số nhà sai riêng các thứ là rất là khó khăn cho những shipper như bọn em. Mình mong rằng là số, các số nó chuẩn một chút, chứ số lung tung này là khó, rất là khó tìm. Số mà đánh lung tung thì mình trong bản đồ nó làm cũng đúng, đâm ra mình đi vòng vòng
khó tìm lắm. Và nếu mà số nhà mà nó không đúng giấy thì cái việc đi tìm nó khó khăn cho người chạy Grab, chạy shipper này. Còn phố Trần Hữu Tước ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa, trên đoạn dài 700m từ Nguyễn Lương Bằng tới Hồ Xã Đàn, có đến hàng chục ngôi nhà trùng số, thứ tự cũng rất lộn xộn, không theo một nguyên tắc. Phố Yên Lãng, tuyến phố mới, nhưng những số nhà lại có bước nhảy vọt cao. Vâng, và như trong đoạn clip vừa rồi thì tôi khá là ấn tượng với một cái hình ảnh đây ạ. Không biết là chúng ta thấy một cánh cổng thôi đấy nhưng mà lại có rất là nhiều những cái số nhà như thế này. Thì không biết là chị Trang thì có hiểu đây là nhà số mấy không ạ? Nếu mà chị tôi, đến cái ngôi nhà như thế này. Tôi nhìn thấy đây thì đang có bốn số ở cạnh nhau nhưng mà tôi nghĩ đây là hai cái màu này thì chắc là của hai nhà. Theo cái sự phán đoán và cái logic của tôi thì tôi thấy là có 6 đến 8 này. 235 và 237 thì tôi nghĩ đây là cái này chắc dễ thôi, cái này chắc là số nhà cũ và số nhà mới nhưng mà thực ra là không biết cái nào là cũ, cái nào là mới. Tôi nghĩ là khi mà đổi biển số nhà thì có thể là người ta đã trên giấy tờ hoặc là trên có một số cái thông tin người ta đã để địa chỉ cũ nên là người ta sẽ vẫn phải để cả số cũ và cả số mới. Tức là cửa hàng kinh doanh đúng không ạ? Đúng không? Họ khi mà thay cái số nhà cũng rất là phiền phức đấy ạ. Bởi vì khi mà đã có khách quen rồi mà bỏ cái biển cũ đi thì có khi lại sang cái nhà bên cạnh cũng lại một nhà kinh doanh khác nữa đúng không ạ? Và rõ ràng là chúng ta thấy là một cái nhà mà có số như này, một cổng là có tới 4 số nhà như này rất là đặc biệt đúng không ạ? Và ngay sau đây thì chị Trang hãy xem lại còn rất nhiều những ngôi nhà còn đặc biệt hơn cả thế nữa. Tại tuyến phố Hoàng Cầu, số nhà cũ chồng lên số nhà mới. Một ngôi nhà nhưng lại có đến hai địa chỉ. Điều này dẫn đến việc một con phố sẽ có thể có nhiều hơn một nhà số 8 như thế này. Vấn đề loạn số nhà gây ra nhiều bức xúc, khó khăn trong công tác quản lý, trong giao dịch của người dân và tạo ra nhiều bất cập. Có nhà vừa mang số cũ, vừa mang số mới. Có nơi lại đánh ngược với quy định từ trái sang phải, chỗ thì ngược lại. Thậm chí có gia đình còn tự ý gắn biển số nhà theo nhu cầu phong thủy, dẫn đến tình trạng một ngôi nhà có đến 2, 3, 4 con số và một con phố có đến vài ba số nhà trùng nhau. Trong một lần mà vào thành phố Hồ Chí Minh thì tôi cũng có nghe một câu chuyện khá là hài hước và tôi thì cũng đã đến được tận nơi cái khu vực ở đó, nơi mà có cái số nhà mà còn dài hơn cả số chứng minh thư chị Trang ạ. Và chị tin không ạ? Đây. Chị có thể nhìn cái hình ảnh này và chị có thể đọc được cái địa chỉ theo cái biển này không ạ? Tôi chắc là không biết là có đúng không nhưng tôi sẽ thử cái thử thách này của chị Hương. Tôi nghĩ cái số đầu tiên thì chắc chắn là ngõ, chắc là ngõ 1806, ngách 127. Trong thành phố Hồ Chí Minh thì chắc là gọi là xẹc à? Xẹc 2. Có thể là vẫn có một cái nữa, quẹo 6, số nhà 22. Thưa quý vị, chắc là tôi sai. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi cũng chỉ, nếu như mà trong cái khả năng của tôi thì tôi chỉ đọc được là ngõ này, rồi đến ngách, rồi đến số nhà. Dạ. À, xẹc thì tôi cũng chưa chắc lắm bởi vì là tôi nghĩ là tôi chưa chắc về cái câu trả lời đấy của tôi. Nên là dạ tôi... vâng. Vâng, với chị Trang còn bó tay như vậy thưa quý vị. Còn với người dân ở đây khi mà đi ra ngoài đường thì họ luôn còn phải mang theo một cái mẩu giấy ạ. Hoặc là một cái số điện thoại để, một cái điện thoại để lúc nào cũng phải ghi cái số nhà của mình lên đó. Bởi sở dĩ có chuyện này là bởi vì cái số nhà ở đây nó quá dài và quá nhiều xuyệt đi. Dẫn đến cái việc mà chủ nhân của ngôi nhà đó họ cũng còn không thể nhớ được cái số nhà của chính mình. Và nơi này thì còn được người dân gọi vui là khu vực mà có số nhà dài nhất của đất. Vâng, và cái số nhà này thì chắc chắn là còn dài hơn cả chứng minh thư thật. Và bây giờ chúng ta thấy là số chứng minh thư có 12 số thôi. Tôi thì chắc là thà nhớ số điện thoại còn hơn. Nhiều số nhà này thì khó quá thưa quý vị. Thưa quý vị, tôi đang đứng ở một cái trục đường chính của huyện An Phượng. Bên kia là bệnh viện đa khoa của huyện. Con đường này thì đã được đầu tư xây dựng khá là rộng, hơn 18m. Tuy nhiên thì nó lại có rất nhiều điểm không hợp lý. Ở chỗ là mặc dù đã được xây dựng từ cách đây 14-15 năm nhưng nó vẫn chưa được đặt một cái tên chính thức nào. Và những cái hộ sống hai bên đường thì vẫn chưa có số nhà. Nhưng điều không hợp lý nữa là ở chỗ nó lại có quá nhiều những cái tên gọi mà những người dân ở đây lại tự đặt. Suốt nhiều năm nay, người dân sống ở hai bên đường này
đã chung sống với cảnh nhà không số, phố không tên. Vì thế, trên những tấm biển quảng cáo cũng có thêm nội dung chú thích cho khách dễ tìm. Thưa cô, là cháu thấy thì có biển thì đề là đây là đường Đan Phượng, có biển thì lại đề là đây là đường khu đầu sậy. Thế còn cô thì cô gọi đường này đường gì ạ? Cô thì ở đây thì người ta cứ gọi là đường Tân Hội. Nhưng mà một cái con đường này là bên kia là thị trấn quản lý, bên này là Đan Phượng quản lý. Thì bên này là Đan Phượng thì nó là thuộc về xã Đan Phượng thì nó cứ ghi là khu đầu sậy, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng. Không số nhà, không tên phố, nên dù sống ở phố đã lâu thì những người dân ở đây vẫn có cách chỉ đường như sống ở nông thôn. Chưa có tên đường đến nước nhưng mà số nhà, số nhiếc ở đây nữa là chưa có. Cho người ta số điện thoại xong là bảo người ta đến cổng viện Đan Phượng này. Khi mà cô muốn mua cái gì thì người ta điện thoại cho cô. Thì cô bảo là đi đến đối diện cổng bệnh viện số 1 đấy, vào nhà quán bán hàng chẳng hạn xôi cháo bánh mì hay là tạp hóa. Có bao giờ cô phải ra đường để vẫy để tìm không? Có, đôi lúc thì người ta vẫn chưa nhìn thấy thì mình phải ra đường vẫy. Vâng, rõ ràng chúng ta thấy một điều hài hước, biển số nhà đặt ra là để người dân làm sao dễ dàng tìm kiếm đúng không ạ? Thế nhưng nghịch lý là ở giữa Hà Nội mà chúng ta lại phải đi tìm miêu tả cái địa chỉ nhà của mình hay là cái nơi mà mình cần đến một cách vô cùng lằng nhằng, như là anh đang đứng ở góc Phượng số 28 này, hay là ở đứng đối diện với bệnh viện B hay là cái tòa nhà A. Và chúng ta thấy là rõ ràng ngay câu chuyện này nghe rất là thân thuộc đúng không ạ? Thực ra không chỉ là cái sự bất tiện đâu mà ta thấy còn vô số những cái phiền phức khá là khi mà có những cái tình huống bất ngờ xảy ra, như là người dân trong khu vực họ gọi xe cấp cứu hay là cứu hỏa chẳng hạn, thì những cái lực lượng này họ rất là khó mà có thể định vị cái phương hướng, cũng như là khi mà tìm được tới nơi thì chúng ta thấy là hỏa hoạn hay cháy nổ thì cũng chỉ một vài phút thôi thì cũng rất là quý giá rồi, và mất nhiều thời gian như vậy thì rõ ràng là cũng làm câu chuyện không còn là câu chuyện đùa vui hài hước nữa đúng không ạ? Và chúng ta thấy là tình trạng nhiều số nhà trùng nhau hay là nhảy số ở Hà Nội chúng ta thường thấy thì vẫn thường xảy ra điển hình trên những cái tuyến phố mà mới được mở rộng hay là tại các đường làng mới lên phố. Thế nhưng thì vẫn còn có những con phố lâu đời thì cũng vẫn cứ tồn tại những số nhà bay như vậy. Và đi tìm nguyên nhân để giải thích cho cái đặc sản này thì có rất là nhiều những ý kiến khác nhau, và với chủ nhân của ngôi nhà thì họ cũng có cái lý của riêng mình. Khi mà thay đổi số nhà thì họ cũng sẽ phải kéo theo một loạt những cái thủ tục khác, phải thay đổi từ hộ khẩu này, sổ đỏ này, chứng minh thư, hoặc là cả làm visa nữa. Hay là ngày này qua tháng nọ thì tôi nghĩ là các khổ chủ họ cũng sẽ vẫn mặc nhiên phải chấp nhận để cái con số mới chồng lên cái con số cũ theo thời gian, và thậm chí là cũng phải sống chung cả với những bất tiện. Dạ vâng, đúng như vậy. Đúng là khi mà chúng ta thay đổi cái số nhà thì nó ảnh hưởng đến rất là nhiều, nhất là những cái hộ kinh doanh mà khi mà đang quen với một cái số nhà cũng như là một cái mặt bằng kinh doanh lâu năm rồi mà bây giờ lại phải thay đổi để cho mọi người khách hàng đến làm quen lại với cái con số mới, hoặc là đặt đồ, đặt ship chẳng hạn. Thì tôi nghĩ là cái việc đấy là mọi người cũng ngại phần nào trong cái việc là muốn thay đổi. Và bây giờ thì tôi thấy rằng là hộ khẩu giấy thì cũng đã được thay bằng hộ khẩu điện tử rồi. Do đó cái việc mà chúng ta xác minh, điều chỉnh lại số nhà thì cũng đã thuận lợi hơn. Thế nhưng mà đấy, có rất nhiều nguyên nhân để cho chúng ta cảm giác như là chúng ta đó là một cái thói quen rồi, nên là chúng ta ngại thay đổi. Vâng, và nếu như chị Trang chưa biết thì chúng ta có hẳn những quy định rất là cụ thể về nguyên tắc đánh số nhà cơ. Mời quý vị cùng theo dõi. 1. Quy định về gắn biển số nhà tại đường, phố, ngõ, ngách. Mỗi nhà mặt đường, nhà trong ngõ, trong ngách được gắn một biển số nhà. Trường hợp một nhà có nhiều cửa ra vào từ nhiều đường, phố, ngõ, ngách khác nhau thì biển số nhà được gắn ở cửa chính. Nếu nhà có cửa chính tại góc hai đường, phố, ngõ, ngách thì nhà đó được đánh số và gắn theo biển đường, phố, ngõ, ngách lớn hơn. 2. Nguyên tắc đánh số nhà mặt đường và nhà trong ngõ, trong ngách. Đánh số nhà mặt đường và nhà trong ngõ, trong ngách được sử dụng dãy số tự nhiên 1, 2, 3, vân vân, N. Nhà bên trái lấy số lẻ 1, 3, 5, 7, vân vân. Nhà bên phải lấy số chẵn 2, 4, 6, 8, vân vân. Chiều đánh số nhà. Chiều đánh số nhà được thực hiện theo hướng từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ Đông Nam sang Tây Bắc. Trường hợp ngõ chỉ có một đầu thông ra đường, phố thì lấy chiều đánh số được thực hiện từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố đến nhà cuối ngõ. Trường hợp ngách chỉ có một đầu thông ra ngõ thì chiều đánh số được thực hiện từ nhà đầu ngách
sát với ngõ đến nhà cuối ngách. Đối với ngõ hoặc ngách chưa có tên, thì chiều đánh số được áp dụng theo nguyên tắc nêu trên và tên ngõ hoặc ngách được lấy theo số nhà mặt đường nằm kề ngay trước đầu ngõ hoặc ngách đó. Vâng, quy định thì đã rõ, đã có. Tuy nhiên trên thực tế ở Hà Nội trong những năm gần đây thì chúng ta thấy việc thay đổi và đặt lại cái tên đường, tên số nhà thì vẫn đang rất là rối rắm. Và việc thực hiện thì có lẽ là vẫn chưa được nghiêm túc đâu. Dẫn đến tình trạng như chúng ta thấy là một sự khá là tùy hứng đánh số nhà. Và có nơi thì người dân lại còn đánh ngược theo thứ tự từ trái sang phải, chỗ thì lại ngược lại. Và thậm chí là người dân thì họ còn thích số nào, họ lấy cái số đó. Và nếu mà lỡ có trùng nhau thì họ sẽ thêm ở đằng sau số chữ cái như là 6A, 6B, 6C chẳng hạn. Đúng rồi, tôi cũng biết có những trường hợp là ví dụ như họ sẽ tính từ đầu phố chẳng hạn, họ sẽ đếm xem nhà mình là số nhà bao nhiêu, sau đấy họ sẽ tự đổi theo cái số đấy, số thứ tự đấy. Và đấy chỉ là một cái cách mà họ tự đặt thôi, chứ cũng không phải là được phép hay là một cái cách quy chuẩn nào đấy. Và tôi cũng biết là có những gia đình là họ còn thích đặt cái số nhà của mình theo cái số phong thủy để cho đẹp. Và cái số 68 là một cái số được mọi người rất là ưa thích. Sau đó thì dẫn đến tình trạng rằng là những cái căn nhà ở bên cạnh thì họ cũng sẽ đổi theo là 68A, 68B, 68C chẳng hạn, để có thể phần nào đấy vẫn giữ được cái số 68 phong thủy để cho cái số nhà của chúng ta đẹp hơn, phong thủy hơn và tốt hơn. Vâng, và cái người ngoài thì đã khó tìm đến cái nhà của mình rồi, thế nhưng mà những cái người dân mà sinh sống trên các cái tuyến phố thì chính họ nhiều lúc cũng phải bó tay với cái cách sắp xếp và đánh số nhà giống như là đánh đố như vậy. Và ngay sau đây sẽ là cái cách mà người Hà Nội ghi nhớ số nhà rất là đặc biệt mà chúng tôi đã ghi nhận. Trên phố Trần Hữu Tước, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, bên lẻ lại bắt đầu từ số nhà 2. Các số cũng đánh không theo thứ tự từ to tới nhỏ, mà từ số bé nhảy sang số lớn. Không có logic, nguyên tắc nào ở đây. Nhiều chủ nhà đã chọn cách quên đi số nhà của mình cho đỡ đau đầu. Hỏi thăm địa chỉ là khó lắm, mọi người ta có hỏi đây, tôi sống đây mấy chục năm rồi nhưng mà người ta hỏi còn chả biết là số ở đâu. Tại vì là thực ra cái phố này chỉ đặt tên nhưng mà nó chưa đánh số theo thứ tự. Vì là số ý là tự nhiên người ta đưa từ ngày xưa là đưa từ đằng sau ra, số theo cái nhà đằng sau. Ông nhìn chung thì nó cũng có một tí khó khăn thôi, nhưng rất là mong muốn coi chính quyền địa phương đánh lại số thứ tự của cái phố này lại thôi. Làm cho thành coi như mỗi nhà có một số rõ ràng ra. Vì là người ta quay đầu từ đằng kia về đằng này, nếu mà đằng sau lưng kia thì nó đúng số. Quay về đằng này nhà nào nhà đấy cứ tự đánh số lấy. Từ ship, từ những người già, từ những người lâu năm quay đầu về để tìm số không thấy. Vì là số nó đánh nó chưa ra hàng ra lối, nó chưa chuẩn. Phố Phan Kế Bính, quận Ba Đình hôm nay không còn 3 số nhà cùng gắn biển 89 nữa. Con số đẹp mà người dân tranh thủ lúc số nhà đang loạn lạc tự gắn lên. Cách đây khoảng 1 tháng, chính quyền địa phương đã thực hiện gắn lại số nhà trên con phố này. Nhưng dường như họ đã bỏ quên địa chỉ này. Đặt Nam An là Phan Kế Bính là em tự đặt cho em để cho mọi người dễ nhớ vì em đây đang bán hàng. Còn khu này là khu tập thể. Thế là bây giờ mà chỉ có mỗi khu này là khu tập thể thôi. Thế là mà nếu mà mình đặt 120, số nhà là 122 thì mọi người sẽ di chuyển xuống tận dưới cuối cùng. Bởi vì đây là khu tập thể, mỗi khu này là tập thể. Đó. Tại sao chị lại là lấy con số 5A? Tại vì em lấy cái cột mốc ở số 1 trường Nguyễn Văn Học thì em sẽ dịch trường đây là số 5. Đó, mới vậy ạ.